Thưa quý vị, trong đêm nay vùng hội tụ gió trên mực 5.000m vẫn còn tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và cả Hà Giang tiếp tục có mưa với lượng mưa đêm nay dao động trong khoảng từ 10 đến 20mm. Do có mưa nên nền nhiệt đêm tại các khu vực này thấp, phổ biến từ 20 đến 22 độ. Sang ngày mai, dù những cơn mưa có xu hướng giảm nhưng mây thì vẫn còn khá nhiều, nắng yếu. Vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây đều thấp, dao động từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 31 đến 33 độ. Không chịu tác động của hội tụ gió, vì thế ở các tỉnh miền Trung trong đêm nay và ngày Chủ nhật, thời tiết cũng chưa có nhiều biến động. Đêm nay Trung Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi, sang ngày mai trời vẫn có nắng với mức nhiệt cao từ 32 đến 34 độ. Dự báo tình trạng nắng ráo ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ còn duy trì trong ngày mai và ngày thứ Hai. Từ ngày mùng 5 tháng 10, khi có tác động của giải hội tụ nhiệt đới, miền Trung sẽ có mưa rông diện rộng trở lại. Với miền Nam, những cơn mưa rông vẫn tiếp tục duy trì là bởi gió mùa Tây Nam vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế, những cơn mưa rông ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên không chỉ xuất hiện trong chiều nay, mà lúc này vẫn còn duy trì và chỉ kết thúc sau 21 giờ. Sang ngày mai, khoảng thời gian sáng và trưa, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa tạm thời gián đoạn. Nhưng từ sau 12 giờ, mây đối lưu sẽ phát triển và bắt đầu gây mưa trở lại. Trước tiên là ở khu vực miền Tây, sau đó lan dần lên miền Đông và cả khu vực Tây Nguyên. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh thành phía Nam của Tây Nguyên, mưa muộn, đây cũng là vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ ngày mai ở miền Tây dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ, ở miền Đông ngưỡng nhiệt là từ 32 đến 33 độ, còn ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết đáng lưu ý vẫn là ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, thời tiết tốt. Tuy nhiên, dự báo khả năng sẽ có một áp thấp nhiệt đới hình thành, sau đó mạnh lên thành bão trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 10. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.